나 외로워도 돼 널 생각할 때 미소가 나의 얼굴에 번져 나 힘들어도 돼 네가 행복할 때 사랑이 내 맘 가득히 채워 오늘도 나 거친 세상 속에 살지만 힘들어도 눈 감으면 네 모습뿐 아직도 귓가에 들려오는 꿈들이 나의 곁에서 널 향해 가고 있잖아 내 삶이 하루하루 꿈을 꾸는 것처럼 너와 함께 마주보며 살아 다시 일어설 거야 나에게 소중했던 기억 속의 행복들 힘든 시간 속에서도 더욱 따스했던 희망은 내게 잠들지 않는 gia đình ngày càng ấm no hạnh phúc có một cuộc sống thật sự viên mãn cùng nhau công tác học tập thật tốt đóng góp cho xã hội thật nhiều và quan tâm sâu sắc tới gia đình nuôi dạy một thế hệ mới có ích cho đất nước quê hương và làm rạng rỡ truyền thống gia đình mong cho hai cháu hạnh phúc và coi như trong cuộc sống phải cố gắng coi như là bảo ban nhau coi làm ăn và lo liệu trong cuộc sống trong gia đình để bố mẹ mỗi ngày tuổi và cao mong cho hai cháu hạnh phúc coi suốt đời và coi như trong cuộc sống để cố gắng làm ăn coi như là bảo ban nhau cho coi như đến nơi đến chốn. Thank you.
đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em luôn cùng đi với anh. Sẽ không quá xa, sẽ là những phút giây khi ta cùng nhau nắm chặt bàn tay. Anh biết khó khăn và anh vẫn mong rằng không còn khoảng cách để em vẫn luôn bên anh trong bao ngày qua. Dường như cách xa không làm anh thôi nhớ em, anh đem yêu thương vào nỗi nhớ. Đến những nơi nào có em, anh chiếu soi những ngọn đèn rọi lối đi. Em bước bên anh nhìn bình là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng có cho anh thấy vui và soi anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Mẹ rất vui vì từ lâu đến giờ nhà mình đang cần thêm một người nữa, và đến bây giờ thì niềm mơ ước của mẹ đã trở thành sự thực. Mẹ thật sự vui mừng và hạnh phúc. Mẹ chúc hai con mãi mãi sống trọn đời bên nhau và hạnh phúc. Chúc phúc cho các con là trăm năm được hạnh phúc, có một cuộc sống đầm ấm. Đến những nơi nào có em, anh chiếu soi những ngọn đèn rọi lối đi. Em bước bên anh nhìn bình là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng có cho anh thấy vui và soi anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Hãy nắm chặt tay anh, nắm chặt tay, đừng buông ra như cách người ta vẫn làm, đừng như thế. Hãy giữ chặt tay anh sẽ đưa em đi khắp thế gian. Em hãy ôm bờ vai anh, dựa vào khi em muốn anh nghe những tâm sự. Hãy luôn gọi tên anh để biết rằng còn một người bên cạnh em. Yeah. Đến những nơi nào có em, anh chiếu soi những ngọn đèn rọi lối đi. Em bước bên anh nhìn bình là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng có cho anh thấy vui và soi anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Yêu là khi xa nhau vẫn nhớ đến nhau, yêu là khi anh nhớ em nhưng chỉ biết ngồi viết tên em. Yêu là khi em nắm chặt tay anh em nhé. Mình cùng mơ những giấc mơ. Đến những nơi nào có em, anh chiếu soi những ngọn đèn rọi lối đi. Em bước bên anh yên bình là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng có cho anh thấy vui và soi anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Mm-hmm.
gian tìm hiểu vừa qua thì thực sự là có rất nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, cũng như niềm vui cũng như nỗi buồn, thì mình đã nhận ra là cuộc sống của mình và Linh cần có nhau, và có lẽ là Linh là một người vợ của mình cùng với gia đình mình cần có trong cuộc sống này. Tức là sau lưng một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng một người phụ nữ, và mình nghĩ Linh vợ mình là người xứng đáng ở bên cạnh mình suốt cuộc đời. Thật sự là cảm giác bây giờ thì rất hồi hộp và sung sướng khi chọn được một người mà mình thực sự là ưng ý. Mình mong rằng mình và Thắng sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và là vào ban nhau làm ăn để có được một cuộc sống ổn định nhất. Hi, xin chào anh chị, em chúc anh chị sẽ luôn hạnh phúc. Chị thật sự rất là vui khi hai em kết thành đôi. Chị chúc hai em hạnh phúc, vui vẻ và bình an.